Đạo tư vấn thiết kế. Đây là khu đất. Mặt bằng 6m7 với 7m2. Đường 3m và đường 2,5m ô tô đi vừa. Phần xây dựng. Phương án. Đường bên ngoài đây. Hai ngõ đây. 17m2 và 12m rưỡi. 6m7. Bên trong là xưởng tôn hiện có. Thiết kế xưởng. Bên ngoài để xe máy ô tô, giữa là xưởng. Vệ sinh, bếp. Đây là cầu thang sắt. Muốn đánh răng gương, kem đánh răng tại bếp luôn. Vòi rửa xí bệt, vòi tắm chờ nóng lạnh. Tầng một chức năng. Tầng 2 gác xếp. Ngủ thang sắt. Tủ áo. Bàn học, bàn trang điểm. Một phòng chờ. Bên ngoài vẫn là xưởng. Téc nước giặt phơi trên mái. Mặt bằng bể phốt. Nước có thể chảy thẳng lên téc trên mái. Mặt bằng dầm móng. Nhịp 5m. Dầm móng cao 350. 4 thép phi 16, thép xoắn. Mặt bằng đài móng. Móng dưới cột. Phần chi tiết. Tổng cao 4m4. Phần gác xép 2m2. Cao thông thủy 2m1. Giằng tường chống nứt. Bê tông cốt thép dày 350. Dầm trần. Dầm gác xép. Sàn gác xép 3m2 x 7m2. Phần móng. Chi tiết móng. Chi tiết thang sắt. Cao 200, mặt 250. Dầm mái chỉ cần cao 250 thôi để được cao 1950 thông thủy. Đạo tư vấn.